Của Mustang nữa ha, tùy vào khẩu vị khách hàng. Tất cả những cái này thì mình đều có sẵn tại Auto Style mình hết. Bắp to ha các bạn, mâm lớp cực kỳ đa dạng luôn cho dòng xe LS. Thế giới giải trí còn một chút xíu, với hai cái đèn chữ nhật màu trắng hai bên nữa các bạn, rất đẹp luôn ha. Đi cùng với đó là bộ body kit Victor các bạn, Victor thế hệ mới nha. Cái lượng phía chuyển chi tiết về camera trước sau mình sẽ dời lại body và những cái cảm biến nữa ha. Mình dời qua phần body khi mình lắp thêm, nó có chữ Victor. Chúng ta có thể tùy chọn sơn màu bóng hoặc màu mờ tùy chúng ta ha các bạn. Nhưng mình nghĩ sơn màu đen kết hợp chữ Victor trong những cái thương hiệu định vị cũng khá là xịn sò ha các bạn. Có rất nhiều kiểu body Victor, họ sinh ra thêm một cái ốp của bánh à. Nó vừa với lại cái size của body trước body các bạn. Anh khách chọn mẫu mâm vampire, mẫu mâm cũng khá là xu hướng bên Thái hiện nay các bạn. Đi cùng với đó lớp Toyo gai GLT các bạn. Gai GLT chúng ta nhìn từ bên ngoài chúng ta sẽ thấy sự tương phản với nhau các bạn, quá đẹp luôn. Loa piano 12 loa luôn, phụ tùng của Ford ha. Chúng ta thay loa trung tâm 8 loa theo xe, loa trung tâm thôi để chúng ta có thể kích hoạt âm thanh nó hay hơn. Kích hoạt âm thanh loa vòm nằm trong chi tiết của body kit luôn ha. Và cái phần cản sau ha các bạn, bốn cô bảo ấn tượng đối với xe phía sau. Né xe chúng ta lái xe sẽ an toàn hơn ha các bạn. Mẫu này thì nó khác với lại cái mẫu số 8 5000 ha. Victor họ tạo ra những phong cách mới, phong cách chơi xe mới để làm sao cho đáp ứng được nhiều phong cách của khách hàng. Có nhiều khách hàng thích cái mẫu bô này hơn, mẫu bô. Và đặc biệt khi mà chúng ta đi xe LS màu trắng thì chúng ta phối màu đen thì cực kỳ hợp luôn các bạn. Mình là đơn vị chuyên về xe Ford nên tất cả những phụ kiện Rồi Auto Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay mình có một LS bản Sport màu trắng ha. Là một combo trắng đen kết nối cùng với nhau, những chi tiết cũng rất sang trọng và đẳng cấp luôn các bạn. Anh khách đi về tông của thể thao với mặt ca lăng chip, body Victor dạng mâm dạng lớp các bạn. LS Sport màu trắng thì chúng ta có thể kết nối màu đen, nửa trên chúng ta có thể chọn đề can đen bóng ha. Một số chi tiết khác, mặt ca lăng thì chúng ta có nhiều phong cách, có phiên bản của chip, chúng ta có phiên bản của Ford, chúng ta có phiên bản của con ngựa Mustang nữa ha, tùy vào khẩu vị khách hàng. Tất cả những cái này thì mình đều có sẵn tại Auto Style của mình hết. Các bạn cứ Zalo cho mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều phương án, nhiều option ha. Ngoài ra thì còn có những body của lớp to ha các bạn, mâm lớp cực kỳ đa dạng luôn cho dòng xe LS. Thế giới giải trí, nâng cấp xe bên trong nữa ha, về tính năng ẩn. Rồi chúng ta bắt đầu từ phần đầu xe đối với xe này ha. Với mặt lăng chip chúng ta có thể tùy chọn ba đèn phần đầu xe màu trắng hoặc màu vàng ha, tùy khẩu vị chúng ta. Chip thì nó định hình một phong cách nó upload chút xíu, nó bụi bặm một chút xíu, với hai cái đèn chữ nhật màu trắng hai bên nữa các bạn, rất đẹp luôn ha. Đi cùng với đó là bộ body kit Victor các bạn, Victor thế hệ mới nha. Cái lượng ở phía trước nhìn nó góc cạnh hơn, hai góc hơn một chút xíu so với bộ cũ các bạn. Victor thì họ làm qua quá nhiều mẫu body để phù hợp cho tất cả các dòng xe các bạn. Victor phiên bản nhập Thái, body trên Trung Quốc thì chúng ta có hai thương hiệu nhập Thái và nhập Trung ha. Đó, tất cả những cái chi tiết về camera 360, những chi tiết về camera trước sau mình sẽ dời lại body và những cái cảm biến nữa ha, mình dời qua phần body khi mình lắp thêm cho khách. Những chi tiết này thì bên mình làm rất thường xuyên luôn nên mình cũng cực kỳ hiểu khi mà mình thiết kế gia công lắp đặt nha các bạn. Có ba cái chi tiết để chúng ta chú ý, chúng ta quyết định cái giá khi mà chúng ta mua ha. Thứ nhất là cái nguyên vật liệu, cái mã này nhập Trung hay nhập Thái. Cái thứ hai là cái kỹ thuật lắp đặt, tay nghề của anh thợ 1 năm khác với lại 10 năm khác. Cái thứ ba là cái người đồng hành cùng các bạn có đưa ra cho bạn những sự gợi ý về nâng cấp xe, về phối cảnh, về phối màu, làm sao cho nó thật sự đẹp hay không ha. Tại vì những người tư vấn họ có kinh nghiệm, họ sẽ cho các bạn những gợi ý và cuối cùng bạn là người quyết định ha các bạn. Đó là giá trị khi mà chúng ta nâng cấp xe, độ xe để ra thành phẩm đẹp ha các bạn. Bên mình thì luôn có như tiêu chí là hãy chơi xe theo cách của bạn, với sự góp ý, với những xu hướng mới nhất luôn từ đội ngũ Auto Style mình, với nhiều năm kinh nghiệm làm xe, nâng cấp xe, độ xe ha các bạn. Đó. Body Victor phiên bản version mới, các bạn thấy ở lượng phía trước nó có chữ Victor. Chúng ta có thể tùy chọn sơn màu bóng hoặc màu mờ tùy chúng ta ha các bạn. Nhưng mình nghĩ sơn màu đen kết hợp chữ Victor trong những cái thương hiệu định vị cũng khá là xịn sò ha các bạn. Có rất nhiều kiểu phối luôn khi mà chúng ta nâng cấp xe các bạn. Này thì mình để lại những ý kiến của khách hàng, kết hợp cùng lại những xu hướng mới nhất của bên Thái, của Việt Nam để đưa ra sự tư vấn cho khách hàng các bạn. Với những cái hốc đèn sương mù phía dưới chúng ta có thể tùy chọn sơn bóng hoặc là mờ luôn ha. Với hai bên cánh thì mình sẽ chọn phương án là sọc trắng cùng màu là màu của xe các bạn. Body Victor họ sinh ra thêm một cái ốp của bánh nó vừa với lại cái size của body trước body sau để nó kết nối những chi tiết cùng với xe các bạn. Mình còn vô dàn chân dàn mâm trong những chi tiết cũng làm cho xe nó hầm hố hơn, nó thể thao hơn. Đi cùng với đó là lớp Toyo các bạn. Khi mà chúng ta nâng cấp xe, chúng ta sẽ thấy được cái ốp của bánh nó sẽ liền với lại cái mặt của mâm lớp, thì chúng ta sẽ thấy nó cân đối ha các bạn. Khi mà chúng ta lắp body, chúng ta cũng chú ý những cái đường lon, đường keo các bạn. Khi chúng ta lắp vô, chúng ta phải chích một đường keo nó chạy dài từ trái qua phải để nó chống xói mòn, chống cái việc mà chúng ta đi rửa xe nó sẽ hở qua năm qua tháng, nó sẽ dễ bung các bạn. Cái này cần phải kinh nghiệm, cái này cần phải làm nhiều chúng ta mới nắm được. Còn đây là dàn chân của xe nữa các bạn. Anh khách chọn mẫu mâm vampire, mẫu mâm cũng khá là xu hướng bên Thái hiện nay các bạn. Đi cùng với đó lớp Toyo gai GLT các bạn. Gai GLT nhìn nó đẹp, nó bám đường.
Khi mà chúng ta đi đường sình lầy, đi đường ướt chút xíu thì ga GLT này cực kỳ hiệu quả luôn ha. Còn chúng ta đi đường trường, đường đẹp thì ga GT này các bạn sẽ thấy nó hơi ồn chút xíu so với lại ga AT các bạn, cũng tùy vào khẩu vị chúng ta ha. Có nhiều anh khách nói là đi ga GT nghe cái tiếng nó dội dội vào chúng ta mới cảm thấy là kích thích khi mà chúng ta lái xe các bạn đó. Những chi tiết về bản Sport thì nó có những chi tiết về đen kết hợp cùng với trắng, nó cũng khá đen xen cùng với nhau ha các bạn. Ở phần phía trên mình chọn phương án là dán đề can đen mờ ha, để nó tạo một cái nền tương phản màu đen bóng, đen mờ màu trắng ha các bạn. Màu trắng màu đen kết hợp với nhau quá đẹp luôn các bạn, quá xuất sắc luôn ha. Chúng ta nhìn từ bên ngoài chúng ta sẽ thấy sự tương phản với nhau các bạn, quá đẹp luôn. Phiên bản Sport này mình còn vô phiên bản camera 360 zin theo xe luôn các bạn, nghĩa là chúng ta phải thay luôn phần ốp phía dưới camera 360 ha, chúng ta thay camera quanh xe luôn. Tất cả đều là những phương án lắp đặt phụ tùng zin của chính hãng Ford hết nha các bạn. Hiện nay luôn bên mình còn nâng cấp một số chi tiết bản thiếu lên những phiên bản Everest Platinum các bạn. Chúng ta có thể update thêm cái phần vị trí nhớ ghế nè, sưởi ghế nè, thông hơi mát ghế nè các bạn. Ngoài ra chúng ta có thể vô dàn loa B&O 12 loa luôn, cực kỳ xịn sò luôn các bạn. Tất cả đều hàng phụ tùng của Ford ha. Chúng ta thay loa trung tâm 8 loa theo xe, 2 loa cục A và cái súp hơi phía sau luôn, 2 loa cục D phía sau luôn các bạn. Chúng ta vô một cái dàn âm thanh cực kỳ hay luôn ha. Đó, được đo ni đóng dài đúng với dòng xe Everest luôn các bạn. Ở phần trên gương này chúng ta có thể lắp thêm camera hành trình các bạn, camera hành trình M1 Speedmap, có thể giúp cho chúng ta lái xe nó an toàn hơn ở những cung đường các bạn. Phần này là phần camera 360 khi mình vô phiên bản như zin này các bạn. Chúng ta có thể tùy chọn nhiều góc xem như phiên bản zin thôi các bạn. Rất xịn sò luôn. Song song đó cái chi tiết về hộp Anamoc trong những chi tiết cũng không thể thiếu đối với xu hướng hiện nay luôn ha. Anamoc thì quá tiện dụng các bạn. Chúng ta gắn lỗ USB, chúng ta có thể kết nối đa giải trí luôn. Chúng ta sử dụng YouTube, Google Maps cách rất dễ dàng luôn qua những câu lệnh giọng nói ha. Và chúng ta còn thêm vô về cái loa trung tâm ha các bạn. Giống như nãy mình nói các bạn, nếu mà chúng ta vô combo loa B&O chính hãng thì quá tuyệt vời. Không mà chúng ta vô phần loa trung tâm thôi để chúng ta có thể kích hoạt âm thanh nó hay hơn. Kích hoạt âm thanh loa vòm các bạn. Cái phần ốp trung tâm này chúng ta có thể vô cái phần ốp nội thất ha các bạn. Nó gồm có 5 vị trí, vị trí trung tâm và 4 vị trí tay cửa các bạn. Để chúng ta loa chùi xe dễ dàng hơn, vệ sinh xe cũng cực kỳ dễ dàng hơn luôn ha các bạn. Bản Sport thì bản một cầu chúng ta không có thấy được cái sự chuyển cầu ha các bạn, nhưng mà bên mình có mở cho các bạn chức năng là về lái Sport, lái Spaza hoặc lái chế độ đường đèo các bạn. Đó, đây trong những cái chế độ kích hoạt tính năng ẩn mình nghĩ cũng cực kỳ hữu dụng khi mà chúng ta mua xe nâng cấp xe luôn ha các bạn. Bên mình sẽ mở free cho khách hàng, nếu khách hàng làm phát sinh dụng bên mình, không thì khách hàng phải trả dịch vụ là 1,5 triệu ha các bạn. Đó, các bạn chuyển qua chế độ lái Sport các bạn sẽ thấy được chân ga nó sẽ nhảy hơn, bắt ga nó nhanh hơn và vượt xe khác nó sẽ tốt hơn các bạn. Còn chế độ lái Eco khi mà đường chúng ta kẹt xe, nó chuyển qua Eco nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, đỡ phun nhiên liệu hơn các bạn. Bản Sport thì còn thiếu về cảm biến xuất lớp ha. Chúng ta nên thêm chi tiết này để chúng ta quan sát phần lớp chúng ta sẽ dễ dàng hơn, quản lý cái tuổi thọ lớp chúng ta sẽ ok hơn ha. Để hạn chế việc lớp chúng ta quá căng hoặc quá mềm, chúng ta không quan sát được đường nhiệt độ cao áp suất lớp lên nữa thì dễ bị gây nổ lớp các bạn. Còn đây là cụm đèn của phiên bản LS, bản Sport hay là bản LS Magic thì cũng thực sự quá tối đi tại thị trường Việt Nam các bạn. Chúng ta vô cái phần cụm đèn, cái mù gầm, đèn LS Magic, phần laser, phần đèn cốt thôi các bạn. Để chúng ta đi xa nó sẽ an toàn hơn ha, lái sẽ sướng hơn, an toàn hơn các bạn. Mình nghĩ phần đèn trong những chi tiết nó thuộc về an toàn luôn ha. Khi chúng ta càng sáng chúng ta lái sẽ an toàn hơn. Bên mình thì đơn vị chuyên đèn rồi nên các bạn có nâng cấp đèn ghé bên mình nha. Mình có nhiều phương án về đèn siêu mù gầm, có một tâm laser, hai tâm laser. Ở phần nửa trên thì mình chọn phương án dán đề can đen mờ các bạn, một số chi tiết kết nối cùng với nhau nó tăng thêm sự thể thao. Những chi tiết đen mờ này làm cho xe chúng ta sporty hơn ha, thể thao hơn. Và phần phía sau có đuôi cánh gió nữa các bạn, nó nằm trong chi tiết của body kit luôn ha. Và cái phần cản sau ha các bạn, bốn cú bánh, bộ body Vistor quá hợp với dòng xe Everest luôn các bạn. Chúng ta nhìn từ phía sau lên một góc 45 độ chúng ta sẽ thấy được cái sự hài hòa cân đối khi mà nâng cấp xe các bạn. Những mặt phẳng về mâm lớp nó sẽ thẳng hàng cùng với lại ốp của bánh ha. Những chi tiết cản sau được sơn đen trắng đan xen cùng với nhau các bạn. Cụm đèn hậu phía sau ha. Chúng ta có thể vô chữ LED, mẫu LED ở phía sau luôn. Khi mà chúng ta đạp thắng, chúng ta di chuyển nó sẽ tạo ấn tượng đối với xe phía sau. Né xe chúng ta lái xe sẽ an toàn hơn ha các bạn. Đó. Tất cả những đồ zin khi mình nâng cấp xong mình sẽ trả lại cho khách hàng nha các bạn. Với phần nội thất của bản Sport này chúng ta bước vào, chúng ta chưa thấy một cái không gian sang trọng các bạn. Thì phần nửa trên nó còn là màu kem ha các bạn. Chúng ta muốn không gian sang trọng hơn, chúng ta chuyển màu kem này, chúng ta qua phần trần ga lộ Mancatala màu đen hoặc là cái màu xám 50 đậm các bạn. Chúng ta sẽ bước vào một không gian nội thất nó sang trọng hơn rất nhiều luôn ha. Bên mình thì cũng chuyên đổi màu nội thất, đổi màu nhựa nội thất, màu da, màu ghế, màu trần ha các bạn. Để giúp cho chúng ta tận hưởng những không gian lái xe chúng ta nó tuyệt vời hơn. Phần body kit ốp cản sau các bạn, chúng ta sẽ thấy được hai màu đen trắng ha. Mình đã chọn phương án sơn hình chữ Z
ở phần lườn đen bóng ở giữa, và hai cái bôn cũng tạo hình hình chữ nhật, hình khá là đẹp các bạn. Cái mẫu này thì nó khác với lại cái mẫu số 8 năm ngang ha. Victor họ tạo ra những phong cách mới, phong cách chơi xe mới để làm sao cho đáp ứng được nhiều phong cách của khách hàng. Có nhiều khách hàng thích cái mẫu bôn này hơn mẫu bôn số 8 năm ngang các bạn. Phương này sương mù sau chúng ta cũng có thể vô dãy đèn led chạy dọc xuống các bạn, cũng rất đẹp luôn ha. Các bạn hãy nhìn ngắm lại phiên bản Airless, bản Sport, nâng cấp số chi tiết về mâm lớp, số chi tiết về dán decal nửa trên đen mờ ha các bạn. Những chi tiết này bên mình đã phối cực kỳ hài hòa cùng với nhau luôn. Những mặt phẳng về lớp, về ốp quánh nó sẽ thẳng hàng cùng với nhau. Những chi tiết về mâm, về lớp các bạn, đó, nó sẽ gai góc hơn, nó thể thao hơn, nó mang tinh thần về sporty hơn. Và đặc biệt khi mà chúng ta đi xe Airless màu trắng thì chúng ta phối màu đen thì cực kỳ hợp luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn ha. Thêm cái lớp Toyo gai GLT, thêm cái chữ màu trắng nữa các bạn, trắng đen, trắng đen, trắng đó các bạn. Đối với Airless thì cả một thế giới nâng cấp xe luôn ha, cả một thế giới chơi xe luôn. Bên mình là đơn vị chuyên về xe Ford nên tất cả những phụ kiện phụ tùng nâng cấp của mình đều có sẵn hết luôn các bạn. Tụi mình nhập cũng rất nhanh luôn ha, với những body nhập Thái nhập Trung mình có đầy đủ luôn, mình sẵn sàng gửi cho bạn những xuống nâng cấp xe mới đó. Quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp xe, đổ xe thì Zalo cho mình theo số điện thoại là 0933 586 519. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình nha. Kênh Bùi Dũng xin chào và hẹn gặp lại.